Trong loạt bài là những phương diện của sự chữa lành. Bài đầu chúng ta học á, là chúng ta biết là nguồn gốc tội lỗi, bệnh tật từ đâu đến, thì nó bắt đầu từ cái sự phạm tội. Mà cái phạm tội nó chúng ta ăn điển của Chúa, chúng ta cũng biết rằng là nó là một trọn gói á, là nó có đủ thứ hết, phải không? Phước hạnh về sự cứu chuộc cho tâm hồn, tâm linh và thể xác. Và đối với tội lỗi thì nó cũng có những cái gói của nó. Cái gói đó bao gồm là bệnh tật, và chúng ta biết nó bắt nguồn từ buổi sáng thế, là sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng con người thì con người phạm tội, thì ma quỷ làm cho con người phạm tội. Con người đâu có đi kiếm tội để phạm đâu, phải không? Nên chúng ta biết rằng và cái thế giới này đang ở dưới cái sự cai trị của ma quỷ, và con người ở dưới quyền của nó, thì con người không có sức để chống lại nó. Và đó là lý do tại sao Chúa chúng ta đến, mà chúng ta thấy là quý giá là như vậy. Nếu mà chúng ta con người có cách giải quyết để giải quyết tội lỗi của mình, giải quyết bệnh tật của mình á, thì Chúa không cần đến để cứu mình. Thì chúng ta hiểu như vậy á, chúng ta mới quý những gì chúng ta có ở trong Chúa. Là nguồn gốc bệnh tật đó là từ tội lỗi, nhưng mà nó bắt đầu từ lúc mà ma quỷ cám dỗ Adam và Eva phạm tội. Rồi chúng ta cũng học biết rằng là Đức Chúa Trời là đấng đầy đầy lòng thương xót, phải không? Thương xót á, với ân điển là hai chữ anh có giải thích lúc trước à. Ân điển á, có nghĩa là mình nhận được những cái gì mình không xứng đáng nhận, còn thương xót á, là mình bị phạt mà Chúa không có phạt mình, là thương xót. Thay vì mình bị xuống hỏa ngục đời đời, mà Chúa không có cho mình xuống hỏa ngục đời đời, Chúa gửi con Ngài đến cứu, là cái sự thương xót của Chúa. Rồi chúng ta biết rằng chúng ta mới biết về trong giao ước cũ thì Chúa thành lập, mà giao ước cũ thì không có trọn vẹn, là cái từng từng trước lần trước anh có chia sẻ là giao ước cũ á, là không có trọn vẹn, nó chỉ bao phủ tội lỗi thôi chứ nó không có cắt tội lỗi đi. Và bài học ngày hôm nay á, là đó là lý do tại sao chúng ta cần sự cứu rỗi. Cái bài học là sự cần thiết của sự cứu rỗi là cái tựa đề mà chúng ta sẽ học buổi tối hôm nay. Bởi vì con người không có cách để giải quyết vấn đề tội lỗi, con người không có biết cách giải quyết để giải quyết vấn đề bệnh tật, giống như là một cách siêu nhiên như như là Đức Chúa Trời. Tại vì chúng ta biết rằng có những bệnh tật ma quỷ nó gây ra cho bệnh đó, thì bây giờ có uống thuốc, có đi khám bác sĩ, có mổ xẻ đủ thứ chuyện hết á, mà bệnh quyền lực nó không ra là không có bao giờ hết bệnh hết. Chúng ta biết điều đó. Nên buổi tối hôm nay thì anh sẽ nhờ một vài người đọc những câu kinh thánh mà anh có bấm và gửi vô cái text á. Thì ở trong Giăng đoạn 9 từ câu 1 cho tới câu 8 á, em nhờ chị Diễm đọc cái Giăng đoạn 9 từ câu 1 tới câu 8 ha. Rồi bác Tiết đọc được không bác Tiết? Được cháu. Dạ con nhờ bác đọc ở trong Giăng thứ nhất đoạn 3 từ câu 7 tới câu 10. Rồi bà nội Hallelujah đọc được không bà nội? Đọc chỗ nào? Chị nói bà nội ghi bà nội mở cái tấm. Bà nội đọc ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 10 câu 38. Công vụ ở đoạn 10 câu 28 phải không? 38. Ba ba. Dạ. Rồi Công vụ thầy cứ đọc giùm con ở trong sách Ê-sai đoạn 53 từ câu 4 tới câu 5. Amen. Ê-sai 53 từ câu 4 tới câu 5. Rồi Con ơi, bắt đọc văn ba hay văn nhất cháu? Dân nhất đoạn 3. Dân nhất đoạn 3 từ câu 7 tới câu ta à, từ câu 7 tới câu 10. Ủa, trong này thì bắt thấy cháu đề văn ba. Nâu dân nhất đoạn 3. Ơ con thấy văn 3 hả? No, Số 1 đứng trước chữ văn á là văn nhất. Dạ. dạ, thấy rồi. Dạ. Không biết Kim có đọc được không Kim? Dạ được anh. Kim đọc giùm ân Peter nhất đoạn 2 câu 24. Rồi cái cuối cùng là Thúy Vy đọc là Hebrew đoạn 10 câu 4. Yes, Hoàng về anh Hoàng đó. Tình dễ thương quá. Yes, Rồi mọi người có biết cái chỗ mình đọc hết rồi phải không? Có ai thắc mắc hay là quên hay gì đó, để có gì ăn nhắc lại một lần nữa, là trước khi ăn chia sẻ đây chút nữa cho
Dạ không. Ok. Vậy em mời chị Diễm đọc giùm. 53 cộng 4 cộng 5 phải không? Dạ dạ đúng rồi thầy cứ. Rồi. Dạ Diễm xin đọc văn nhất, văn 9. Đoạn văn đoạn 9 từ câu 1 đến câu 7. Đức Chúa Giêsu vừa đi qua thấy một người mù từ thuở sanh ra. Môn đồ hỏi Ngài rằng: "Thưa thầy, ai đã phạm tội? Người hay là cha mẹ người mà người sanh ra thì mù như vậy?" Đức Chúa Giêsu đáp rằng: "Đó chẳng phải tại người hay tại cha mẹ đã phạm tội, nhưng ấy để cho những việc Đức Chúa Trời được tỏ ra trong người. Trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của Đấng đã sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc được. Đang khi ta còn ở thế gian, ta là sự sáng của thế gian." Nói xong, Ngài nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn và đem sức trên mắt người mù. Đoạn Ngài phán cùng người rằng: "Hãy đi rửa nơi ao Siloe," nghĩa là chiều sai đi. Vậy người đi đến ao đó rửa và trở lại thì được thấy rõ. Xin hết ạ. Dạ cảm ơn chị Diễm. Thì chúng ta thấy rằng cái đoạn mà Chúa Giêsu chị Diễm mới đọc đó là Chúa Giêsu chữa lành cho người mù. Người mù này không có phải là bởi vì bị tai nạn cái gì đó hả, đâm vào mắt của ông ha, và hay là bị lửa cháy hay gì á mà ông bị mù. Nhưng mà ông mù là từ lúc ông sanh ra là ông bị mù rồi. Thì đối với cái văn hóa của người Thái ha, nghĩ không cần phải văn hóa nhưng nghĩ chắc là nhiều văn hóa lắm của con người á, là nếu mà một cái người mà sanh ra mà bị như vậy á, thì người khác có thể là đổ thừa là bởi vì tội lỗi của ai đó. Thì đó là lý do tại sao các môn đồ hỏi Đức Chúa Giêsu, đó là tội của người hay là tội của cha mẹ người mà người bị mù. Và Đức Chúa Giêsu đã trả lời như thế nào? Đức Chúa Giêsu nói là không có phải là tội của cha mẹ hay là tội lỗi của người mà người bị mù, nhưng mà để công việc của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra. Thì khi chúng ta học trong cái điều này á, nhiều khi người ta hiểu lầm á, là ô chắc có thể là Chúa nói vậy là bởi vì Chúa làm cho ông mù đi rồi Chúa chữa lành cho ông, nhưng mà nó không phải cái ý như vậy. Để có gì anh sẽ giải thích cho theo đúng cái mạch văn của cái bài học này. Thì chúng ta biết rằng đối với con người á, là con người là không có giải quyết vấn đề tội lỗi được. Thì chúng ta biết rồi đó, lý do tại sao Chúa chúng ta xuống trần gian này phải không, là bởi vì bản chất của tội, con người có bản chất của tội lỗi. Khi mà bản chất rồi á, là con người là tự phạm tội thôi, chứ nó không có con người không thể không phạm tội được, là bởi vì bản chất của con người. Và đó là lý do Chúa đến, Chúa chết thế cho cái bản chất đó để Chúa ban cho con người cái bản chất mới là con người mới. Khi chúng ta đọc ở trong Corinthians đoạn 5 câu 17, nó đề cập tới cái vấn đề khi những ai ở trong Đấng Christ ấy là những người được dựng nên mới, phải không? Chúng ta được dựng mới, được tạo nên mới á, chứ không có phải là Chúa. Nên khi mà được tạo nên mới á, là một con người mới. Và khi chúng ta sống trong cái bản chất mới đó là con bản chất mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta là khi qua sự hy sinh trước cứu chuộc của Ngài. Có nghĩa là khi một người mà xưng nhận Chúa Jesus Christ, tin trong lòng á, Ngài đã chết thay cho họ, cho tội lỗi của họ, cho bản chất cũ của họ, và lòng họ và miệng họ xưng ra cái điều đó, họ công bố điều đó thì họ được cứu. Là cái bản chất mới đó là Đức Chúa Trời ban cho con người đó ngay lập tức khi mà họ mở miệng ra, họ tin nhận Chúa. Và đối với tội lỗi á, thì con người á, là không có đạt được cái điều kiện hay là cái tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đòi hỏi là vô tội, bởi vì Đức Chúa để ở cùng với Đức Chúa Trời á, ngài là Đấng thánh khiết, ở với Ngài á, là phải không có tội. Nên con người không có thể không có tội được. Cái bản chất của con người và chưa được cứu á, là phạm tội là cái điều bình thường, và làm điều sai trái là điều bình thường. Và ở trong cái câu chuyện này thì như anh đã nói là Đức Chúa Giêsu trả lời á, là không phải bởi vì người hoặc là cha mẹ người mà người bị mù, nhưng mà cái nguồn gốc là nó bắt đầu á, là nguồn gốc của bệnh tật á, là từ Satan, phải không? Là chúng ta biết rằng á, nếu á, mà không có Satan á, thì con người không bao giờ bị chết. Tại vì Đức Chúa Trời tạo dựng, nếu mà chúng ta đọc ở đoạn 1
cho tới đoạn 2 luôn, thì chúng ta thấy rằng mọi điều Đức Chúa Trời tạo dựng đều tốt đẹp hết. Không có cái điều gì mà Đức Chúa Trời tạo dựng không tốt đẹp hết. Cái không tốt đẹp nó bắt đầu á là khi Adam và Eva phạm tội. Và phạm tội bởi vì lý do là Adam và Eva không tin tưởng Đức Chúa Trời mà tin tưởng vào ma quỷ. Và trong quá trình chúng ta đi với Chúa, chúng ta trong thế gian này á, ma quỷ á là sẽ tìm cách lừa dối cho chúng ta để chúng ta tin vào nó thay vì tin về Đức Chúa Trời. Ở trong đó, chúng ta trong cái câu chuyện Adam và Eva phạm tội, chúng ta thấy rằng ma quỷ có tới cầm dao để vô cổ Adam và Eva, hay là phải là đe dọa là phải làm theo á thì không phải là chết không? Có không? Chúng ta không có. Chúng ta thấy rằng ma quỷ gieo một cái lời nói là Đức Chúa Trời có cho phép ăn trái cây này trong vườn không? Rồi bắt đầu á thì Adam Eva kể là có được phép ăn nhưng mà không có được ăn cái trái cây này, nếu mà đụng hoặc là ăn là sẽ chết. Nhưng mà ma quỷ nói sao? Ăn đi không chết đâu. Và bởi vì Eva tin vào lời nói của ma quỷ thay vì tin vào lời nói của Đức Chúa Trời á thì phạm tội là và ngày hôm nay á, khi mà chúng ta đọc theo dõi trong cái câu chuyện đó, lúc trước anh cũng có chia sẻ rồi, chúng ta thấy sau khi Eva phạm tội á thì mắt của hai người chưa có mở ra, nhưng mà sau khi Adam phạm tội á thì mắt của hai người mới mở ra. Lý do là bởi vì Đức Chúa Trời giao cho Adam cái quyền cai trị trái đất này, nên khi mà ổng mà bị thất bại á, ổng giao cái quyền đó, cái quyền cai trị đó cho ma quỷ. Và đó là lý do tại sao khi chúng ta đọc Kinh Thánh á, chúng ta thấy rằng sau này Đức Chúa Giêsu trở lại, Ngài đón tiếp hội thánh á, và có 7 năm hoạn nạn phải không? Và sau đó khi Chúa Giêsu trở lại với hội thánh của Ngài á, thì Ngài làm gì? Ngài lập trời mới và đất mới. Hiện tại là trời và đất á, là ở dưới quyền của ma quỷ, nó thống trị, nó làm hại con người, nó làm tệ hại hơn. Và đó là cái nhu cầu cần phải tạo trời mới đất mới là như vậy. Và khi mà Chúa tạo trời mới đất mới là lúc đó đâu có ma quỷ đâu. Ma quỷ bị nhốt 1000 năm rồi. Thì chúng ta biết là cái thời điểm đó là phước hạnh là như vậy á, không có bệnh tật. Là bởi vì không có ma quỷ cai trị thì sẽ không có bệnh tật. Chỉ có phước hạnh thôi, bởi vì Đức Chúa Giêsu là đấng cai trị chứ không phải là ma quỷ. Và khi mà chúng ta biết lý do rồi phải không? Nên cái nguồn gốc là nó như vậy. Và khi chúng ta hiểu rằng á, thế giới này dưới quyền ma quỷ á, thì chúng ta biết rằng cái sự cai trị của nó thì nó muốn con người là bị đau khổ và bị bệnh tật phải không? Và nó bắt nguồn từ Adam vậy. Và rồi cái phần kế tiếp là toàn bộ tội lỗi của Adam cùng với tính chất độc đoán của lời nguyền rủa hay là sự rủa xả, mà khi mà con người phạm tội là tội là phải bị phạt phải không? Tiền công của tội lỗi là sự chết. Đức Chúa Trời không có thể kể là tội là không có tội được, tại vì Ngài là đấng công chính. Cái đó là bản chất của Ngài, tính chất của Ngài á, có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể trở thành mục tiêu của bệnh tật hết. Có nghĩa là ma quỷ á, nó có thể làm cho người ta bệnh tật, nó tấn công người ta bệnh tật, bởi vì người ta dưới quyền của nó. Chỉ có những con người ở dưới quyền của Đức Chúa Trời, được Đức Chúa Trời bảo vệ á, thì những người đó được bảo vệ thì người đó không có giống như ma quỷ. Đức Chúa Trời không cho phép hay là người đó nhờ cậy nương cậy Chúa được Chúa bảo vệ, bởi vì Ngài là, chúng ta là tin cậy Chúa, chúng ta là con của Ngài, mà Ngài là cha thì Ngài là bảo vệ, Ngài yêu thương con của mình khi mà mình biết nương nhờ. Mà nương nhờ cái này không có phải là con muốn sống sao sống. Nương nhờ này có nghĩa là mình, cái người con đó phải biết con phục cha, phải ở trong nhà cha. Nếu mà người con đó cứ ở ngoài đường hay là muốn làm theo ý mình, như câu chuyện chúng ta thấy là người con cho trai quan đàn đó, là cái người con mà không có biết cái địa vị của người con, rồi bỏ cái địa vị đó đi giống như là chơi bời thì sao, bị khổ, bị sở. Rồi đến cái lúc mà ăn năn trở về thì được phục hồi lại, phải không? Chúng ta thấy trong cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy là những đứa con mà không quan phục á sẽ không được Chúa bảo vệ, là bởi vì họ muốn làm theo ý họ và họ ở ngoài vòng tay của Chúa là bởi vì họ chọn. Và họ có thể bị ma quỷ làm cho họ bị bệnh nếu mà họ sống theo cái cách của họ. Và chúng ta biết rằng thế gian có cái hệ thống của họ, và thế gian ở dưới quyền ma quỷ, phải không? Và cái những cái bài học trước chúng ta biết rằng ma quỷ dạy con người tự rủa xả mình. Và chúng ta thấy ở trong xã hội đi, chúng ta thấy chúng ta chơi với bạn mà ngoài Chúa, mà
ngay cả những bạn người bạn trong Chúa mà không hiểu cái nguyên tắc đó cũng vậy, họ cũng dẫn nói những lời tiêu cực, họ có thể chửi thề, chúng ta cũng nghe họ nói những cái câu chuyện hoặc là những cái lời tục tiểu mà chúng ta cũng nghe từ cõi đốc nhân, nếu mà họ không có biết rằng thế gian là dưới quyền của ma quỷ và hệ thống đó, mà họ không có biết để họ thoát ra thì họ vẫn sống như vậy, và họ có thể tự hại họ bằng cái cách họ rủa họ. Rồi cái phần kế tiếp đó là chúng ta thấy rằng cái lời nói của Chúa Giêsu ở trong Giăng đoạn 9 từ câu 4 tới câu 5 á, ta phải làm công việc của Đấng đã sai ta. Thì chúng ta thấy rằng công việc mà của Đức Chúa Trời được bày tỏ là trong đây là gì? Sau khi mà Đức Chúa Giêsu đã chữa lành cái người đàn ông đó đó, là Chúa bày tỏ công việc của Ngài. Nhưng mà Ngài bày tỏ công việc của ma quỷ khi mà Ngài chữa lành cho cái người đàn ông đó nữa. Chúng ta thấy rằng là cái người đàn ông đó là dưới quyền của ma quỷ thì ông bị bệnh phải không? Nhưng mà khi Chúa bày tỏ công việc của Ngài bằng cách chữa lành thì cái người đàn ông đó, ông được lành, ma quỷ thì đem cho tới gì? Bệnh tật. Còn Đức Chúa Trời thì chữa lành. Bởi vì Đức Chúa Trời là Đấng tốt lành, trong Ngài không có sự dữ. Nếu mà chúng ta đọc ở trong Gia Cơ á, mọi món quà của Đức Chúa Trời là tốt lành và trọn vẹn. Trọn vẹn là không có thiếu. Trong Ngài không có sự biến cải. Đức Chúa Trời là không có sự... và nói là cái xá đồ hay là cái bóng của Ngài cũng không có sự biến cải nữa. Ngài là Đấng không thay đổi mà cái bóng của Ngài cũng không có sự thay đổi nữa. Chúng ta thấy là lời của Chúa rất là màu nhiệm, có nghĩa là cái bóng của Ngài dưới Ngài ha, là y nguyên, là giống như là không có thay đổi. Khi mà chúng ta đọc ở trong Gia Cơ đoạn 1 hình như là câu 16 hay 17 gì á, chúng ta thấy là, và nếu mà chúng ta muốn tìm hiểu một cái chỗ khác nữa, giống như là ở Roma đoạn 12 từ câu 1 tới câu 2 á, là khuyên chúng ta hãy dâng thân thể của mình là thánh và sống đẹp lòng Đức Chúa Trời, là sự thật phượng phải lẽ của anh em, phải không? Đừng khuôn rập theo đời này. Đời này là có cái hệ thống dưới quyền ma quỷ, đừng khuôn rập theo cái đời này. Và phải đổi mới tâm trí mình. Cái đổi mới tâm trí mình rất là quan trọng. Và chúng ta thấy cái trận chiến mà Adam bị phạt ngã là lúc ở trong chiến trường của tâm trí, chứ không có phải là bị ép buộc cái gì hết á. Bị thua là bởi vì lừa dối ở trong tâm trí trước, rồi cái việc làm nó mới xảy ra sau đó. Rồi cái phần kế tiếp đó là con bắt Tuyết đọc giùm con ở trong Giăng nhất đoạn 3 từ câu 7 tới câu 10. Dạ. Yeah. Câu thứ 7. Hỡi các con bé nhỏ, đừng để ai lừa dối các con. Ai làm điều công chính là người công chính, như chính Ngài là Đấng công chính. Ai phạm tội thì thuộc về ma quỷ, vì ma quỷ đã phạm tội từ lúc ban đầu. Sở dĩ con Đức Chúa Trời đã hiện ra là để hủy phá công việc của ma quỷ. Ai do Đức Chúa Trời sinh ra thì không phạm tội, vì hạt giống của Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Người ấy không thể cứ phạm tội, vì đã được Đức Chúa Trời sinh ra. Điều này cho ta biết ai là con cái Đức Chúa Trời và ai là con cái ma quỷ. Ai không làm điều công chính thì không thuộc về Đức Chúa Trời. Ai không yêu thương anh em mình cũng vậy. Amen. Dạ, yeah. Cảm ơn bác. Tiếp. Thì trong cái đoạn này á, chúng ta thấy rằng á, là nếu mà một người á, là làm một cái công việc á, là bởi vì bản chất của họ, phải không? Nên cái câu mà chính ở trong cái đoạn mà bác Tiết vừa đọc đó là dân nhất đoạn 3 câu 8 nói nếu mà ai phạm tội á thì thuộc ở cái câu 7 đi, cái người mà công chính á, thì sẽ làm việc công chính, phải không? Nên nếu mà ai mà phạm tội á thì thuộc về ma quỷ, bởi vì ma quỷ phạm tội từ lúc ban đầu. Nên cái ý nghĩa của câu đó nói nếu mà ai á, có cái bản chất là tội lỗi á, là làm cái việc tội lỗi là cái chuyện bình thường. Và cái đó là nó liên hệ tới cái nếp sống. Nếp sống đó nó sẽ là sự chết, và tội lỗi là gây ra sự chết, không? Nên chúng ta biết rằng, nhưng mà trong đó cũng bày tỏ, cái câu đó cũng bày tỏ rằng sở dĩ con của Đức Chúa Trời hiện ra để quỷ phá của con quỷ của ma quỷ, thì cái câu đó Đức Chúa Giêsu hiện ra trên đất này để thi hành công việc cứu chuộc, và Ngài quỷ phá công việc của ma quỷ, bao gồm vấn đề chữa lành, không? Và trong cái câu chuyện đó, cái câu đó nó liên hệ tới cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc về cái người mù.
Chúa hiện ra trong cái thời điểm cái người mù đó đó để chữa lành họ, ổng để cho ổng hết mù. Và ngày hôm nay á, chúng ta biết rằng Chúa ban cho chúng ta một cái bản chất mới, là con người mới á, là mỗi một chúng ta là những người tin nhận Chúa á, là chúng ta phải phản ảnh cái hình ảnh của Chúa Giêsu Christ một cách trọn vẹn. Lý do sao con đang đọc ở trong đây, anh nghĩ rất là quan trọng, khi mà chúng ta thấy rằng á, nếu mà chúng ta muốn phản ảnh cái hình ảnh của Chúa một cách trọn vẹn thì chúng ta phải chịu học hỏi. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng phương diện thuộc linh đó là ân tứ của Chúa, ơn của Chúa là Chúa đổ một cái cục xuống cái là chúng ta có rồi chúng ta tự làm, nó không phải như vậy. Thật sự nó là nó cái sự trao dồi. Chẳng hạn như 3 năm qua để ăn kinh nghiệm cái sự chữa lành, nhiều người á ăn phải cầu nguyện. Cho dù có những lúc giống như là có những lúc có giống như là cơ hội nào ông cũng dành để cầu nguyện hết, và anh thấy càng ngày Chúa chữa lành những cái bệnh. Anh nghĩ là mới đầu thì thấy khó, nhưng mà từ từ, chẳng hạn như cái bệnh tiểu đường đi, là có những người là đã đường của những người mà cầu nguyện á là đã giảm xuống gần như là bình thường. Và đối với nhiều người nghĩ là ủa cái vấn đề đó vấn đề máu mà làm thế nào mà có thể thay đổi được. Nhưng mà vấn đề ăn không phải ăn làm mà Chúa làm. Khi mà mình hiểu Chúa làm đó, mình cứ làm công việc của mình. Bởi vì Chúa kêu mình hãy đặt tay trên người đau thì người đau được lành. Thì cái trách nhiệm của mình đó là người tin á, những người tin sẽ nhận được những dấu lạ này, phải không? Phải đặt tay trên người đau thì người đau được lành. Cái trách nhiệm của mình là mình phải đặt tay. Mình đừng lý luận là cái đó là công việc của người khác. Bởi vì tất cả những ai trong quý vị, những người tin Chúa là có ai mà không có tin không? Chúng ta là những người tin Chúa là chúng ta phải tin lời của Đức Chúa Trời. Và cái đó là nó một phần của vấn đề truyền giáo. Khi chúng ta đi rao giảng tin lành á, cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ, công việc của chúng ta là giống như Chúa của chúng ta, là chúng ta quỷ phá công việc của ma quỷ. Khi chúng ta rao giảng tin lành á, là ma quỷ nó đâu bao giờ để cho chúng ta yên, để chúng ta hoạt động theo cách của mình muốn, còn lúc nào nó cũng ngăn trở đủ thứ chuyện á. Mà khi mà chúng ta rao giảng tin lành để cứu người khác á, thì cầu nguyện chữa lành và đuổi quỷ và làm những công việc mà công chính hay là tốt lành mà Đức Chúa Trời dạy cho chúng ta ở trong Timôthê nhì đoạn 3 câu 16-17 là chúng ta kinh thánh để dạy chúng ta, thay đổi chúng ta để cho chúng ta trở nên trọn vẹn và làm công việc công chính hay là công bình tốt lành. Và cái đó là một phần của cái sứ mệnh lớn mà Đức Chúa Giêsu đã giao cho hội thánh của Chúa, là ở trong Matthew đoạn 28 từ câu 19 tới câu 20. Vậy hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp tem cho họ và dạy họ giữ mọi điều mà ta đã truyền cho các con. Chúng ta thấy rằng ở đây khi mình rao giảng tin lành Chúa, có người tin Chúa thì mình phải làm báp tem cho họ, phải không? Rồi sau đó mình phải làm gì? Dạy họ giữ một vài điều hả? Dạy họ giữ một số điều hả? Hay là dạy họ giữ bao nhiêu? Mọi điều. Mọi điều là gì? Là tất cả những gì trong cái quyển kinh thánh này là chúng ta học và chúng ta phải dạy lại. Nên khi chúng ta hiểu như vậy, và đối với những cái người học á, là mình cũng phải học hết mọi điều, chứ không phải là mình học một vài điều mình thích. Khi mà mình hiểu như vậy á, để mình giống Chúa của mình á, là mình phải học hết tất cả những gì mà Chúa muốn mình học. Và nếu mà mình là những người mà theo Chúa là mình phải phản ảnh cái hình ảnh của Chúa Jesus Christ một cách trọn vẹn, chứ không có phải là lưu mờ một phần của Chúa thôi. Khi mà mình hiểu như vậy á, bởi vì tin lành của Chúa là để tin lành mà phải trọn vẹn á, là mình phải dạy hết chứ không phải là mình dạy một vài điều, phải không? Nên nếu mà tin lành của Chúa họ sẽ không trở nên trọn vẹn khi mà mình chỉ dạy một số điều nào đó thôi, và mình bỏ một số điều nào mà mình không thích. Cái câu khác nó liên hệ tới cái vấn đề đó là ở trong Luca đoạn 6 câu 39 tới 40 thì nó có đề cập tới cái chuyện mà cái người mù này cũng giống như vậy. Mà chúng ta hiểu rằng á, một người mù á không thể dẫn một người mù khác được, không? Nên trong quá trình mà ân học trong trường Kinh Thánh này á, một trong những giáo sư mà dạy cái lớp trường Kinh Thánh á là mục sư Randy Gilbert, đó là cái người viết cái chương trình mà anh đang chia sẻ cho quý vị đây nè. Ông nói là ai là thầy của mình rất là quan trọng.
Bởi vì nếu mà người thầy của mình á không dạy mình á, không biết về cái điều đó để dạy mình á, thì mình sẽ không biết. Nếu mà người thầy của mình không tin vào sự chữa lành đuổi quỷ á, thì người thầy của mình sẽ không dạy cho mình điều đó. Nên ai là thầy của mình rất là quan trọng. Nên mình phải kiếm những người thầy nào mà dạy lời Chúa một cách trọn vẹn để mình học, để mới tiến lên. Còn mình không học là mình không tiến lên. Và nó dựa trên cái câu Kinh Thánh này nè, Luca đoạn 6 từ câu 39 tới 40. Ngài cũng phán với họ một ẩn dụ: người mù có thể dắt người mù được không? Chẳng phải cả hai cùng ngã xuống hố sao? Môn đồ không hơn thầy, nhưng nếu môn đồ được huấn luyện đầy đủ thì sẽ giống như thầy mình. Thì chúng ta thấy cái phần này á, Chúa là cái người thầy trọn vẹn. Ở trong Chúa là không có thiếu ơn nào hết á. Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng, toàn năng, và Ngài là Đấng rất là khôn ngoan, không Ngài không thiếu. Nếu mà Ngài là thầy của mình á, mình học từ Chúa của mình á là một cách trọn vẹn. Nhưng mà trong lời của Chúa cũng dạy dỗ cho chúng ta biết rằng á, Chúa dùng những cái con người bắt chước Chúa để chúng ta học theo. Nên cái cuộc đời chúng ta đi theo Chúa không phải là chúng ta chỉ kết nối với Chúa thôi, còn đối với những người xung quanh chúng ta không kết nối với họ. Là bởi vì một phần của sự thờ phượng Chúa là chúng ta đi đến nhà thờ để chúng ta thờ phượng Chúa, để kết nối với anh em mình. Rồi chúng ta ở đời sống riêng tư chúng ta thờ phượng Chúa ở nhà. Rồi chúng ta, đó là cái cách mà Chúa dạy. Bởi vì Chúa nói là đừng chớ bỏ qua sự nhóm lại cho những người hay quen làm, đúng không? Cái vấn đề lý do mình nhóm lại là để thờ phượng Chúa và để mình học hỏi từ những người khác, những người thầy của mình. Giống như sứ đồ Phaolô nói là hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đấng Christ. Mà Đức Chúa sứ đồ Phaolô không phải là một con người trọn vẹn, bởi vì ông không phải là Chúa. Đức Chúa Giêsu Christ là hình ảnh trọn vẹn nhất mà mình cần bắt chước. Nên những cái gì mà sứ đồ Phaolô bày tỏ về Đấng Christ mình có thể học từ ông, phải không? Rồi ở trong Hebrew đoạn 13 câu 7 câu 8 cũng nói là hãy chăm xem những người đã dẫn dắt đức tin của mình và quan sát cả cuộc đời họ đến phút cuối cùng luôn. Và hãy nhớ rằng Đức Chúa Jesus Christ hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Đó là những điều mà Chúa dạy chúng ta có thể học từ những người thầy của mình, là những con người mà họ phản ảnh hình ảnh trọn vẹn của Chúa Jesus Christ mình, thì mình có thể học từ họ. Mình chỉ không học từ họ là những cái gì mà họ không dạy, họ không có phản ảnh hình ảnh Christ, những cái gương xấu mà chúng ta không học thôi. Nên chúng ta biết như vậy á, là cái người dạy á, là phải học cách để dạy cho người khác tất cả những gì Chúa bày tỏ trong Kinh Thánh là theo lời của Chúa. Bởi vì tin lành sẽ không trọn vẹn khi mà mình chỉ dạy một phần nào đó thôi. Và đối với mình mà cái người học á, là mình chọn cái chủ đề nào mình học theo cái ý mình, sở thích mình muốn, thì mình cũng sẽ không có chia sẻ cho người khác một cái tin lành trọn vẹn như là điều mà Đức Chúa Trời muốn. Cái phần kế tiếp á, là con mời bà nội đọc ở trong Công Vụ đoạn 10 câu 38. Đoạn 10 câu 38 là ok. Công vụ đoạn 10 câu 38. Để bà nội đọc. Công vụ đoạn 10 câu 38. Chữ nhỏ mà nó cũng thấy luôn. Dạ, vậy con có thể đọc được luôn. Dạ. Còn để mà nó đọc con á. 38 là nó kiếm được 38 rồi đó. Bà nội phải đọc rồi bà nội mới ngủ ngon. Thương bà nội chỗ đó đó. Dạ đúng rồi. Đây, ở trên màn hình có nè. Bà nội nhìn lên màn hình cũng được nè. Cái Kinh Thánh bà nội nó xưa mà nó nhỏ xíu mà chữ. Rồi bà nội nhìn lên màn hình bà nội thấy không? Thấy nè. Bà nội đọc màu xanh đó. Dạ, con để màu xanh cho bà nội đọc đó nha. Dạ, câu 38 nè. Rồi. Thế Đức Chúa Trời đã sự... Ủa sao nó có một khúc vậy? Đã sự Nazareth bằng Đức Thánh Linh. Không được đọc cái chỗ này. Một sư che cái mấy cái tên hết luôn nữa rồi. Đọc không được. Dạ, che mấy cái tên mà mình nhớ nè. Ở trong cái máy.
iPad của bà nội nó bị khuất, thành ra thấy được. Thì thôi, thì thôi để chấp sự Thiên Ân đọc đi rồi bà nội coi lại sao ha. Ok. Dạ. Dạ. Đồng phụ đoạn 10 câu 38. Thế nào Đức Chúa Trời đã sức dầu cho Đức Chúa Giêsu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị quỷ ức hiếp vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Thì chúng ta thấy rằng ở đây là cái chức vụ của Chúa Giêsu Christ, đó là chúng ta thấy rằng đó là Ngài chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, không? Và ở trong đây là lý do người ta bị bệnh đó là bởi vì ma quỷ ức hiếp. Và chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta rao giảng tin lành á mà chúng ta không có biết cầu nguyện chữa lành á, mà ma quỷ nó ức hiếp người ta bị bệnh á, thì người ta sẽ bị bệnh hoài, là bởi vì ma quỷ nó chưa có ra thì người ta sẽ tiếp tục bị bệnh, phải không? Và cái đó là cái điều mà chúng ta thấy, đó là, và đó là công việc của Chúa Jesus Christ đã làm ở trên đất này. Và khi mà chúng ta tin Ngài á, thì Ngài trở, chúng ta trở nên con của Ngài á, là và chúng ta mang bản tính của Ngài á, thì chúng ta cũng có thể làm công việc của Ngài. Nhưng mà chúng ta biết rằng chúng ta có thể làm được công việc của Ngài á, nhưng mà chúng ta phải chịu học từ Ngài. Như hồi nãy đang nói á, tôi tớ không giống như thầy mình, nhưng mà tôi tớ được trở nên bằng thầy hay là giống thầy của mình á, nếu mà được phước một cách đầy đủ. Là có nghĩa mình phải chịu học một cách đầy đủ á, thì mình mới làm những công việc giống như thầy mình được. Chẳng hạn hiện tại có những cái bệnh, những người trên xe lăn á, ăn chưa thấy được bước đi, nhưng mà ăn cứ tin rằng trong tương lai những người đó sẽ bước đi, là bởi vì mình vừa học mà mình thực hành. Và trong lúc mà mình thực hành đó, mình sẽ, Chúa sẽ cho mình thấy vấn đề Chúa là đáng chữa lành. Nhưng mà có những lúc quý vị không biết rằng ăn bị đau răng, nhưng mà ăn cầu nguyện cho người bị đau răng được bớt, mà ăn vẫn bị đau răng. Bởi vì cái sự niềm tin của ân á, nó dựa trên lời Chúa, nó không có dựa trên kinh nghiệm của ân, nên ân không bao giờ nghĩ rằng á, là bởi vì tôi bị đau răng nên tôi không có cầu nguyện cho người khác được, chờ tôi hết đau răng thì tôi mới cầu nguyện. Ân không bao giờ suy nghĩ vậy. Ân lúc nào ân cũng quay lại với lời Chúa và ân tin vào những gì lời Chúa nói. Và đến cuối cùng, gần đây nhất đó là cái lần trước ân có kể với quý vị là khi mà ân bị cái đau cái vai, cái tay, cánh tay á, là cả từ lúc mà đi đại hội Tây Bắc tới gần đây thì ân cũng áp dụng những cái nguyên tắc khác nhau thì ân thấy giảm hết, nhưng mà nó không hoàn toàn hết. Thì gần đây có cơ hội nói chuyện với một xã hội, thế thì ân cũng có kể cho một xã hội, để cho một xã hội cầu nguyện luôn. Thì bây giờ giống như là nó hoàn toàn giống như vậy, là khỏe mạnh bình thường. Nên quý vị biết rằng á, cái niềm tin của mình á, nơi Chúa là niềm tin không thay đổi, là cứ vững bền. Và đó là niềm tin Chúa nói dạy mình á, là hãy trung tín cho đến cuối á, thì sẽ nhận được sự cứu rỗi, phải không? Đó là niềm tin mà thật á, là niềm tin không bao giờ thay đổi á. Mình cứ tin Chúa cho tới ngày mình gặp Chúa mà thôi. Và khi mà mình có đức tin như vậy á, thì mình sẽ kinh nghiệm được lời hứa của Chúa. Bởi vì chúng ta thấy rằng cái câu chuyện của cái người mà đàn ông mà được lành á, nó là một cái quá trình. Chúng ta nãy chị Diễm đọc á, Chúa kêu ổng là đi rửa ở ao Siloe, thì Kinh Thánh nói là sao? Ổng đi, ổng rửa, rồi ổng trở lại, ổng mới được lành. Nếu mà ổng chỉ đi và ổng rửa thôi á, chưa lành. Ổng phải quay trở lại, ổng mới thấy được lành. Chúng ta thấy là một cái quá trình. Nên khi mà chúng ta tin vào lời hứa của Chúa á, thì chúng ta đừng có dựa trên suy nghĩ của chúng ta, suy luận của chúng ta. Chúng ta chỉ kích tin tới khi nào mà nó thể hiện ra thôi. Và đối với người đàn ông đó là ổng đi, ổng rửa và ổng trở lại, ổng được lành. Bởi vì sự chữa lành là một cái quá trình. Rồi cái phần kế tiếp là chúng ta thấy rằng á, làm công việc tốt hay là việc lành á, nhân đức á, và chữa bệnh tật bởi vì ma quỷ áp chế á, thì đó là công việc của Chúa Giêsu, là Chúa chúng ta làm, và Ngài cũng muốn chúng ta cũng làm giống như vậy, phải không? Một phần công việc của Đức Chúa Giêsu ở thập tự giá là trả giá cho tội lỗi của con người, và đặc biệt cứu chuộc con người khỏi hình phạt của bệnh tật. Và cái này là những cái lời mà câu Kinh Thánh mà chúng ta sẽ đọc sắp tới.
ngoài vấn đề chú cứu phần hồn của chúng ta là để tâm linh tâm hồn. Tại khi tâm linh á, là khi con người bị phân cách với Đức Chúa Trời á, là bởi vì tội lỗi thôi, thì khi Chúa trả giá cho tội lỗi á, thì Chúa kết nối lại con người lại, là Chúa giải quyết vấn đề tâm linh. Còn phần hồn á, là chúng ta biết rằng Chúa chịu hình phạt để cho chúng con người được bình an, được vui thỏ, được sống một cách đời sống vui thỏ là phần hồn, phải không? Rồi cái phần chữa lành cho thể xác á, là bởi những lần roi, những vết thương Chúa chịu. Nên những cái gì mà Chúa làm trên thập tự giá, Chúa chịu hy sinh á, từng chi tiết một á, là nó có lý do hết, chứ nó không phải là Chúa làm cái điều đó mà nó không có ý nghĩa. Và đây là những câu kinh thánh mà chúng ta sẽ đọc và chúng ta sẽ thấy rõ. Dạ, con nhờ thầy cứ đọc dùm con ở trong Isaiah 53 từ câu 4 tới câu 5. Dạ, tôi xin đọc Isaiah 53. Thật người ta mang sự đau ốm của chúng ta, đã gánh sự buồn bực của chúng ta, mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh và đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác chúng ta mà bị thương. Bởi sự xử phạt người chịu, chúng ta được bình an. Bởi làn roi người, chúng ta được lành bệnh. Amen. Amen. Dạ con thầy cứ. Thì chúng ta thấy cái câu chính ở trong Isaiah đoạn 53 câu 5 á, Ngài đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà Ngài bị thương. Thì hai cái câu đó nó liên hệ tới vấn đề Chúa giải quyết vấn đề tâm linh của chúng ta, tội lỗi. Rồi bởi sự xử phạt Ngài chịu, chúng ta được bình an. Bình an đó nó liên hệ tới tâm hồn của mình á, là Chúa cứu tâm linh tâm hồn. Rồi bởi những lần roi Ngài mang, chúng ta được lành bệnh. Chúng ta thấy rằng qua lời tiên tri của tiên tri Isaiah báo cho chúng ta biết rằng khi Chúa đến thế gian này, Chúa cứu chuộc á, là Chúa cứu chuộc một cách trọn vẹn tâm linh, để kết nối chúng ta lại với Đức Chúa Trời, là giải quyết vấn đề tội lỗi. Tâm hồn là được bình an, được vui thỏ, được sống giống như là không có bị ma quỷ áp chế. Bởi vì bệnh tật á, con người mà bị bệnh tật á, bị áp chế là người đó giống như là khổ sở, phải không? Đau khổ, đau đớn. Nhưng mà Chúa đến, Chúa giải quyết vấn đề, chịu hình phạt để họ được bình an. Và bởi những lần roi Chúa chịu á, thì người đã được lành bệnh về thể xác luôn. Nên Chúa, cái sự chữa lành thật sự á, sự chữa lành mà Chúa ban cho con người á, là Chúa chữa lành tâm linh, tâm hồn và thể xác. Có những cái câu chuyện chúng ta đọc á, chẳng hạn như cái người đàn bà Canaan á, khi mà bà đến bà xin Chúa để chữa lành cho cái người con của cái, để giải cứu cái người con mà bị quỷ ám ở nhà, cuối cái đoạn đó quý vị thấy là Chúa nói hãy về đi, con người đã được lành rồi. Chúa dùng kinh thánh dùng là chữa lành, chứ kinh thánh nó không có nói là con người đã được giải cứu rồi. Nên cái sự chữa lành đó là giải cứu cho cái phần tâm linh tâm hồn của người đó. Và có những chỗ khác cũng vậy, nó là chữa lành. Nên chúng ta biết rằng á, cái sự chữa lành của tâm linh tâm hồn và thể xác á, là cái sự giải cứu nữa. Nên kinh thánh, chúng nhiều khi chúng ta đọc kinh thánh, chúng ta để ý những cái chữ, từng chữ một luôn, nó rất là có ý nghĩa. Và khi chúng ta hiểu rõ cái câu chuyện mà chúng ta đọc á, là nó sẽ giúp ích cho vấn đề áp dụng của chúng ta khi chúng ta hiểu rõ. Dạ, cái phần kế tiếp là ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 17. Như là đoạn 8 câu 17 là Kim đọc không? Hoặc là Kim là phiên nhất. Ăn đọc cái đó không được. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 17. Như vậy lời của nhà tiên tri Isaiah, chính Ngài đã mang lấy tật nguyền của chúng ta và gánh lấy mọi bệnh hoạn của chúng ta đã được ứng nghiệm. Thì chúng ta thấy rằng ở đây là Ma-thi-ơ là người thâu thế, hay là Lê-vi, cái câu chuyện mà hôm bữa mà
chúng ta có học về ông ấy, thì ông chứng nhận rằng những gì Chúa Giêsu đang làm ở trên đất và ông chứng kiến với mắt của ông luôn á, ông đang chứng kiến ấy, thì những cái ông chứng kiến trong cái thời đó chứ, trong cái thời mà điểm ông đang vẫn còn sống, Chúa Giêsu đi trên đất á, thì ông chứng nhận là những gì Chúa Giêsu làm là ứng nghiệm với lời tiên tri của Isaiah là 700-800 năm trước khi Chúa Giêsu hiện ra, mà trong Isaiah 53 mà chúng ta vừa đọc. Rồi cái câu kế tiếp đó là Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24. Dạ em xin phép đọc. Vì anh em vốn giống như con chiên lạc mà bây giờ đã trở về cùng đấng chăn chiên và giám mục của linh hồn mình. Hình như còn có phần cái phần sau là ngài mang tội lỗi chúng ta trong thân thể ngài trên cây gỗ để chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của ngài mà anh em được chữa lành. Là ở phần nhất đoạn 2 của 24 thì đây là những cái người thứ ba chứng nhận, là sứ đồ Phi-e-rơ chứng nhận những gì Chúa Jesus Christ đã làm cho chúng ta. Nên chẳng hạn như là câu chuyện của Vi đây, đối với Vi là Vi cầu nguyện, hai vợ chồng cũng cầu nguyện 5 năm, nhưng mà đối với một sự hội cầu nguyện thì Vi hoàn toàn được lành. Bởi vì không có biết rằng trong cái quá trình 5 năm đó là không có biết bao nhiêu lần trong một năm đó anh cầu nguyện cho Vi. Nên chúng ta biết rằng cái mức độ á, chữa lành của chúng ta cầu nguyện cho người khác á, chúng ta càng thực hành á, thì cái sự sức dầu nó sẽ càng tăng lên. Đối với một sư hội á, là đối với một sư hội là một người thầy, anh có thể học từ Him rất là nhiều, là bởi vì khi đã thực hành cái điều này là lâu năm rồi. Nên khi mà mình cứ học và mình thực hành á, thì mình sẽ tăng cái sự sức dầu càng cao lên. Cái sự sức dầu nó sẽ làm cho mình làm công việc có hiệu quả hơn trong tương lai. Nên khi mà mình biết rằng Chúa là đấng muốn chữa lành cho mọi người á, thì này mình người nào mình cũng sẵn lòng để mình cầu nguyện hết, thì mình sẽ giúp ích cho những người đó. Chẳng hạn như là cô Hạnh đi, quý vị thấy ngày hôm nay cô Hạnh yêu mến Chúa rất là nhiều, bởi vì cô Hạnh được tự do và kinh nghiệm Chúa là đấng sống, phải không? Nên trong quá trình mình hầu việc Chúa, nó có kết lại là mình thấy cuộc đời của người khác được biến đổi và họ được kết nối và yêu mến Chúa hơn. Và đó là cái mục tiêu của mình thôi. Thật sự nếu mà cho ăn chọn á, ăn thà ăn ở một mình, ăn ở riêng trong phòng, ăn không có đến để tiếp xúc với bất cứ người nào để xin để cầu nguyện hay gì hết, nếu mà cái đó là bản chất thật của ông. Nhưng mà bởi vì khi mà Chúa yêu mình, Chúa cứu mình và Chúa giải phóng mình rồi á, thì Chúa muốn mình cũng làm cái công việc của Chúa là giải phóng người khác. Con của Đức Chúa Trời hiện ra để quỷ phá công việc của ma quỷ. Và đối với mình là những người tin nhận Chúa là mình cũng quỷ phá công việc ma quỷ bằng cách cầu nguyện chữa lành, đuổi quỷ và giải cứu những người bị áp bức được từ tự do. Và đó là cái công việc của Hội Thánh của Chúa. Khi mà mình hiểu cái đó là trách nhiệm của mình á, thì mình sẽ không có bán cái cho người khác. Nhưng mà mình sẽ chưa biết á, thì mình phải sẵn sàng để mình học, để mình thực hành những cái gì Chúa giao cho mình. Bởi vì ngày nào mà chúng ta không thực hành công việc đó đó, mà đến cái người thân của chúng ta mà bị á, thì chúng ta sẽ không biết thực hành. Và lúc đó nó cái nguy hiểm đó là để mình thực hành mà mình làm cái điều gì đó giỏi, nó tốn cái thời gian để mình thực hành. Và mình nó kêu bằng mình sẽ làm tốt hơn với khi mà mình tiếp tục thực hiện, phải không? Hay là nên khi mà mình đối diện với hoàn cảnh rồi mình mới làm, mình sẽ làm không tốt và nó không có hiệu quả. Bởi vì lúc đó nó không có dựa trên lẽ thật là Chúa, mà nó có thể dựa lên cảm xúc và đủ thứ lý do khác, bởi vì đó là người thân của mình. Nên một trong những cái điều mà chúng ta cần phải học để thực hành công việc của Chúa, thứ nhất là chúng ta bảo vệ bản thân của mình và chúng ta làm công việc Chúa để cho Chúa vui lòng. Thứ hai là chúng ta có thể bảo vệ gia đình của mình khi chúng ta dạy cho họ những nguyên tắc về lẽ thật của lời Chúa để họ bảo vệ họ. Và nếu mà người thân, người quen của chúng ta có những người bị quyền lực ma quỷ áp chế làm cho họ bị bệnh tật, thì chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho họ được lành
và họ có thể thấy được Chúa và kinh nghiệm Chúa. Tại vì chúng ta không làm công việc đó thì chúng ta sẽ mất cơ hội, và thứ hai, người thân người quen chúng ta có thể bị ma quỷ tấn công, họ bị khổ sở và chúng ta không có thể giúp họ, trong khi chúng ta biết Chúa là lẽ thật và lời đó có thể giải phóng họ được tự do khi chúng ta biết áp dụng và thực hành cái điều đó. Và càng làm càng nhiều thì chúng ta càng kinh nghiệm nhiều hơn thì công việc của chúng ta sẽ bày tỏ công việc Chúa nhiều hơn. Bởi đó là cái điều mà ấn khuyến khích quý vị học những bài này để hiểu những nguyên tắc, nhưng mà chúng ta cũng phải thực hành những cái điều gì Chúa dạy chúng ta, bởi vì đó là cái cách mà người ta thấy rằng Chúa có thật hay không. Tin lành nó sẽ giống như bao nhiêu tôn giáo khác, khi chúng ta chỉ giảng những lời về theo tính cách mà giống như là khuyên lơn, và nó không có bày tỏ quyền phép của Chúa thì người ta sẽ không có thấy Chúa. Nên Vi sẽ đọc cái câu Hebrew đoạn 10 câu 4 là câu cuối cùng chúng ta học buổi tối hôm nay, và cái điều này nhấn mạnh đó là huyết của chiên đực và bò đực á, thì không có giải quyết được vấn đề tội lỗi, nên cái công việc cứu chuộc của Chúa Jesus Christ rất là quan trọng khi chúng ta hiểu rằng lý do tại sao Ngài đến. Vì huyết của bò đực và dê đực không thể nào cất bỏ tội lỗi được. Okay, cảm ơn Vi. Dạ, đó là cái câu kinh thánh mà kết luận cái bài học của từng rồi chúng ta đã học là những cái gì mà Chúa cung ứng và qua cái giao ước cũ á, là bởi việc làm á, và bởi dòng huyết của thú vật á, thì không có trọn vẹn, chỉ có bao phủ thôi, nên cái nhu cầu cần sự cứu rỗi qua Chúa Jesus Christ là đấng vô tội rất là cần thiết và quan trọng khi chúng ta hiểu rằng lý do tại sao Chúa chúng ta đến để trần gian này để mua chuộc chúng ta. Và khi chúng ta biết điều đó, chúng ta nhận cho mình thì chúng ta cũng đừng có giấu, chúng ta phải chia sẻ ra và để cho người khác cũng biết về Chúa nữa. Amen. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn ơn. Vâng, chúng ta bước vào phần cầu nguyện đáp ứng với lời của Chúa, rồi sau đó chúng ta sẽ có những câu hỏi hay là thắc mắc gì thì chúng ta thảo luận nha quý vị ha. Rồi mọi người, chúng ta đến với Chúa qua cái phần học kinh thánh này. Tôi cũng đã ghi lên đây hồi nãy giờ. Chúng ta có quên thì chúng ta có thể nhìn lên trên cái bài tôi đã viết ra để chúng ta có thể cầu nguyện theo những gì chúng ta nhận được. Rồi mọi người, chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Thằng Chúa yêu thương chúng con, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài tối hôm nay, khích lệ chúng con và giúp đỡ. Sáng hôm nay ở tại Việt Nam, buổi tối Hoa Kỳ, chúng con học trong đường dây này. Qua buổi sáng hôm nay, chấp sự Thiện An giảng dạy cho chúng con trong sự chữa lành. Và những người đau ốm bệnh tật luôn luôn đặt niềm tin ở nơi Ngài, Ngài cũng sẽ được chữa lành cho chúng con, bởi vì lằn roi của thế gian, bởi vì lằn roi trong sự tội lỗi mà Chúa được mang thay cho con người của chúng ta. Và hôm nay chúng ta cũng được đầy ơn, được sự nhận ơn phước của nơi Ngài. Luôn luôn chúng con cũng được ghi nhận lời của Chúa, và chúng con nắm giữ những các cái bài học qua buổi sáng hôm nay, qua chấp sự Thiện An đã giảng dạy cho chúng con những con người mà sống trong sự tội lỗi, và Chúa được chữa lành hết thảy tất cả con người của chúng con. Chúa ơi, qua bài học hôm nay con cũng ghi nhận và con cũng đem đến sự ánh sáng cho thế gian là sự ánh sáng thật, bởi vì con cái của Ngài chết trong sự tội lỗi của thế gian. Và qua hôm nay chúng con được tiếp nhận lời của Chúa để chúng con hiểu biết và ghi nhận và được đầy sự Đức Thánh Linh và đầy sự đầy ơn của Chúa ban cho chúng con trong mọi lúc ơi, và hội thánh của chúng con và gia đình của chúng con luôn luôn trong sự bình an trong cánh tay yêu dấu của Chúa. Và Chúa cũng thăm viếng tất cả anh em chúng con ở trong đường dây này trong sự bình an trong cánh tay yêu dấu của Chúa. Và giờ này con cũng xin hiệp ý trong sự cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Vâng, bây giờ thì chúng ta sẽ nghe một câu chuyện mà theo như bài học của chúng ta hôm nay, lời của Chúa dạy chúng ta là chúng ta phải thực hành nó. Vâng, ân tứ của Chúa là Chúa ban cho tất cả chúng ta để xây dựng hội thánh của Chúa như tuần rồi. Trong cái phần trao đổi với nhau thì chúng ta có nói đến những cái ân tứ về phổ thông, những tứ về chức vụ Chúa ban cho.
Thì hôm nay chúng ta học cái bài học này xong rồi đó, thì chúng ta sẽ nghe bà nội kể lại câu chuyện này. Và đáng lẽ hôm Chủ nhật tôi đã đứng lên để mà kể giùm cho bà nội. Không biết là bà nội có ở đây không? Thì bà nội kể cho chúng ta nghe cái câu chuyện thế nào bà nội cầu nguyện cho bà nội cầu nguyện cho mẹ của xe đầu hoàng là cô Ký. Dạ, mời bà nội kể câu chuyện này đi để khích lệ hội thánh ở trong cái tinh thần giúp đỡ và cầu thay cho những người có nhu cầu về sự chữa lành. Dạ, mời bà nội cầu nguyện ha. Xin lỗi, mời dạ. Bà nội làm chứng. Dạ. Dạ. Cho tôi biết đấy, tất cả con cái của Đức Chúa Trời, mình đã là con cái của Chúa thì mình có một cái năng lực mà Chúa cho mình, đặc biệt là mình cầu nguyện chữa lành cho người khác với đức tin của mình và cái người đối diện với mình thì hiệp một với nhau thì cầu nguyện mới là linh nghiệm. Chứ nếu mình cầu nguyện cho người đó mà người đó cứ bơ phờ là không được. Thành ra trước khi tôi mời bà Sơ Ký đó, chủ xe Rậu Hoàng, nói, em cầu nguyện cho chị thì chị với em cùng đồng một lòng hiệp ý, biết là Chúa đang hiện diện ở đây, Chúa luôn ở gần những người kêu cầu Chúa, tai Chúa lắng nghe, thì em với chị hiệp ý. Chứ nếu mà em cầu nguyện một mình thì cũng không được nữa đó. Em chỉ hiệp ý để cầu nguyện. Thì chị Sáu Ký này bà lớn bà nội tới cả chục tuổi lần, bà già lắm rồi, gần 90. Thành ra bà nói ok, bây giờ chị với em cầu nguyện nha, thì em kêu chị làm gì chị làm nấy. Wow. Em nói là sự hiệp ý thôi, chị với em cùng hiệp ý để cầu nguyện, cũng lời cầu nguyện của em thì chị phải amen, cũng như là hai người đồng ý nhau thì cầu nguyện cho chị. Chị nói thằng ơi, chị xuống đây bệnh viện đó em, cầu nguyện xong rồi mà giờ chị thấy chị khỏe hết bệnh rồi, chị đi tới lui được rồi. Trời ơi, lần đầu tiên mà nội dạng dĩ bà nội cầu nguyện cho người bạn thân của Hallelujah, mình thì á, Chúa cho mình có cái ơn cầu nguyện thì mình mới biết là mình có cái ơn gì để mình cầu nguyện cho anh chị em mình để thêm đức tin và được nhận sự chữa lành. Thì rất là cảm ơn Chúa, cầu nguyện mà được Chúa ban phước. Rồi chị cũng mừng, chị nói chị hết luôn rồi. Hồi sáng á, thì bà nội cũng có gọi điện thoại cho chị ổn chưa, nói hết luôn rồi em. Wow, chị khỏe lắm, chị ăn nhiều rồi. Cảm ơn Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Mình phải tự mình làm cái gì cho công việc Chúa thì Chúa sẽ, mình sẽ gặp Chúa nay mai. Chúa sẽ hỏi là con ở dưới đất này còn làm được gì cho ta, thì mình phải thưa với Chúa là con hầu với Chúa bằng cách mà ta lân mà Chúa cho con là cầu nguyện. Thì con cầu nguyện ở trong Zoom mỗi sáng rồi thì con quen rồi, thành ra con dạng dĩ cho con cầu nguyện cho những người bệnh, đặt tay cầu nguyện cho họ. Amen. Cảm ơn Chúa. Dạ. Yeah. Yeah. Bà nội có kể cái chỗ mà vì hai ký bà ký đó bị bị đau bụng đó, bà nội cầu nguyện cho bà được hết bệnh liền sau đó. Dạ. Yeah. Bà đau bụng dữ lắm, bà nói chị tính đi kêu để chị đi vô bệnh viện. Wow, cảm ơn Chúa. No, bây giờ chị đừng có kêu ai hết trơn, mình kêu Chúa thôi. Amen, cảm ơn Chúa. Chị có nha. Chị có Đức Chúa Trời mới chữa lành mình thôi. Chứ bác sĩ cũng như mình thôi, không có học. Rồi, cảm ơn bà nội rất nhiều. Bà nội khích lệ cho những người học lời Chúa tối hôm nay, con cái của Chúa ở Vườn Nho. Dạ. Thì chúng ta rút được cái điều gì từ bà nội? Bà nội có một cái đức tin để mà cầu nguyện cho bất kỳ ai. Và cái điều quan trọng là bà nội trải qua cái kinh nghiệm chữa lành. Tôi để ý mỗi lần mà khoảng giờ này á, má tôi gọi cho tôi đó, bà nội Hallelujah mà gọi cho tôi, nói con ơi cầu nguyện cho má đi. Má bị cái này cái mệt, kia, má bị mệt, thở không nổi. Mà mỗi lần cầu nguyện xong là bà khỏe lại liền tức khắc. Thì mấy chị của tôi đó chọc, nói tại má nhớ con trai má, con trai má cầu nguyện cho má là má xong liền. Nhưng mà tôi thì tôi biết một điều đó là má tôi có đức tin. Và thường tôi nói với má tôi là phép lạ xảy ra đó, thứ nhất là do mình tin cậy Đức Chúa Trời, thứ hai mới tới cái người cầu nguyện cho mình. Mình tin thì mình nhận lãnh như lời Chúa dạy chúng ta đó, khi chúng ta tin thì sẽ thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
có phần thưởng cho người có đức tin. Chúa nói rằng nếu chúng ta tin thì mọi sự đều được cả mà. Chúa phán ở trong câu chuyện Mác đoạn 9, chúng ta nhớ cứ Mác đoạn 9 là nhớ cái câu chuyện mà Chúa nói với cha của đứa trẻ mà bị quỷ ám á. Ông ta tin thì Chúa chữa lành cho đứa nhỏ. Ông tin khi mà ông sửa lại cái lời ông nói là lạy Chúa, con tin, xin giúp cho sự không tin của con, thì lập tức con được chữa lành, quỷ ra khỏi. Quý vị thấy không? Cho nên tôi rút được cái bài học đó là má tôi đã được chữa lành là bởi vì đức tin của má tôi. Và điều thứ hai á là má tôi có sự dạn dĩ á là bởi vì đã được anh chị em mình cầu nguyện, đã được hội thánh cầu nguyện. Nhất là tôi cầu nguyện cho má tôi thì má tôi học cái điều đó đơn giản. Khi chúng ta học, chúng ta áp dụng liền. Cho nên nó đưa tới một cái điều mà tôi khích lệ cho quý vị đó nha. Tôi khích lệ quý vị dám làm á thì quý vị sẽ thấy được sự vinh hiển của Chúa nè, giống như lời Chúa phán ở trong Mác 9 câu 23, 21, 22, 23 luôn. Nếu các người tin thì sẽ thấy sự vinh hiển của Chúa. Nếu các người tin thì mọi sự đều được cả nha. Không phải là sự này nha, mọi sự. Cho nên á, tôi đề nghị quý vị nè. Cứ mỗi lần mà hội thánh mà có ai bị bệnh á, hay là có ai bị đau yếu á, chúng ta đừng chờ mục sư đông cầu nguyện hay chấp sự thiên ân. Dĩ nhiên những người mà như mục sư hội á, được Chúa ban ơn, như chúng ta thấy rõ ràng đó là một cái chức vụ Chúa cho, cái ân tứ chức vụ rồi. Nhưng mà cái ân tứ phổ thông á, mà tôi nói chia sẻ quý vị hôm tuần rồi á, mà có thể là tôi bị ngộ nhận, tôi có thể bị hiểu lầm về cái điều này, nhưng mà đó là cái ân tứ mà phổ thông Chúa cho chúng ta, thì chúng ta nhớ là hãy dạn dĩ. Cái sự dạn dĩ, đức tin dạn dĩ của chúng ta đó, chúng ta cầu nguyện cho bất kỳ người nào. Tôi đề nghị á, là sau cái giờ nhóm hoặc là trong buổi nhóm mà có ai bị đau yếu gì đó mà họ lên họ cầu nguyện đó, quý vị lên quý vị đặt tay cho họ, quý vị cầu nguyện cho họ, đơn giản thôi. Không phải là chỉ có tôi cầu nguyện hay là ai đó cầu nguyện thì người đó mới được lành, mà cứ chờ người đó thì nhiều khi chúng ta bị hao mòn, phải không ạ? Chúng ta đặt tay lên chính mình luôn, bởi vì đó là ơn Chúa cho chúng ta. Cho nên nhắc lại lần nữa đó, là những ngày sắp tới này á, mà có cái buổi nhóm chung với nhau mà có ai đau yếu, ai có nhu cầu, thì chúng ta đừng ngại, chúng ta ngồi dưới con rồi sao Chúa nghe được con thế này thế kia. Không, chúng ta tra xét lại đời sống mình cái đã. Tôi tới Chúa nói rằng tra xét đời sống mình, xin Chúa tha thứ cho mình, xin Chúa ban phủ huyết của Ngài cho chúng con. Vì Chúa tha thứ cho chúng ta rồi, chúng ta có sự dạn dĩ để đến với Chúa. Rồi chúng ta lên, chúng ta đặt tay cho người đau yếu đó. Đức tin của người bệnh, tôi nói trước là người bệnh phải có đức tin để nhận sự chữa lành. Rồi tới chúng ta có đức tin, chúng ta đặt tay, việc Chúa làm. Cho nên bài học này á, thì giúp cho chúng ta có sự dạn dĩ. Nó không có thuộc về riêng ai hết á. Cho nên tại vì sao? Chúng ta dạn dĩ. Con mình á, 12 giờ khuya, 1 giờ sáng, chúng tôi nuôi con, chúng tôi trải qua rồi. Giờ đó đó, ở Việt Nam mà ẩm đi cấp cứu làm sao kịp. Nó nóng quá, nó sốt quá, đặt tay cầu nguyện. Đó, cho nên cái tình hình khó khăn nó làm cho chúng ta có được sự dạn dĩ là như vậy đó. Cảm ơn Chúa, chúng tôi trải qua cái sự hầu việc Chúa như vậy 30 mấy năm, 40 năm rồi. Cho nên chúng tôi tin vào quyền năng và các ân tứ của Chúa cho chúng ta để chúng ta hầu việc Chúa. Đó là điều mà tôi khích lệ quý vị nha. Nãy giờ tôi nói với bà nội là hãy làm chứng. Và điều này không biết thế không? Bà nội, má tôi là 83 tuổi. Còn cái người mà được cầu nguyện á, lớn hơn má tôi 5 tuổi là 88 tuổi. Hai bà cụ. Bà cụ nhỏ tuổi hơn cầu nguyện cho bà cụ lớn tuổi hơn. Chúa chữa lành. Chứ đó mà kêu tôi thì có khi tôi cầu nguyện sơ sài, có khi tôi cầu nguyện thì nói chung là cũng là cầu nguyện, nhưng Chúa đã dùng mẹ tôi để cầu nguyện cho bà cụ. Cho nên tôi khích lệ quý vị những ngày tới đây á, mà có điều gì chúng ta giảng ý lên, chúng ta lên cầu nguyện với diễn giả luôn, đứng chung quanh ổng, đặt tay trên ổng luôn, đặt tay trên người bệnh luôn, tiếp sức cho đầy tớ của Chúa. Bởi vì đức tin của nhiều người hiệp lại cầu nguyện, Chúa chữa lành, chứ không có phải ai đó. Vâng, chúng ta thực hành cái đức tin này với cái lòng tin quyết này để chúng ta cùng với nhau xây dựng hội thánh của Chúa. Và chúng ta rất may mắn, chúc mừng tất cả, bởi vì chúng ta đang ở trong một hội thánh và chúng ta đang tin hết thảy những gì lời của Chúa phán.
lời Chúa hồi nãy, trong sự hướng dẫn hồi nãy đó, lời của Chúa chúng ta phải tin đầy đủ hết những gì mà Chúa Giêsu làm. Tôi thường chia sẻ, tôi nói với hội thánh là như vậy, những gì Chúa dạy, Chúa làm, Chúa làm mẫu cho chúng ta, thì Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi là như vậy đó. Có nhiều người nói ngày hôm nay có bác sĩ, có y tá, có đầy đủ phương tiện rồi, Chúa còn chi nữa, được không à? Nửa đêm hay là lúc mà hữu sự, chúng ta nhớ cái câu chuyện của một người cán bộ mà khi đi công tác bị xe tải cán ngang một cái, đứt ngửa hai người, đứt ra làm đôi luôn quý vị. Cái lúc đó chả lẽ chúng ta đi kêu mục sư ơi, cầu nguyện cho ông này tiếp nhận Chúa. Thì cái cô này cũng là một mục sư, một nhân sự, rồi là một mục sư nữ. Cô đã dạng dĩ để hướng dẫn người này tin Chúa trước cái lúc mà ông ta tắt hơi. Và cái clip đã được quay lên và lan truyền trên Facebook một thời gian rất là khích lệ chúng ta. Cho nên chúng ta hãy lập tức dạng dĩ và cầu nguyện cho người bệnh, cầu nguyện cho người ta tiếp nhận Chúa khi có thể. Đã, tôi xin có vài điều khích lệ phòng học Kinh Thánh của chúng ta tối hôm nay. Và xin mời cô Diễm, thấy cô Diễm cũng đưa tay, xin mời cô Diễm có vài điều khích lệ chúng ta nữa. Dạ, cảm ơn Chúa. Bài học của tối hôm nay thật là rõ ràng trên lời của Chúa. Diễm cũng học được cái gương của bà nội. Gọi điện thoại cầu nguyện cho bà ha. Ai? Dạ ký. Thật ra thì bà nội cũng có lúc cũng mệt, cứ đâu có khỏe. Nhưng mà giống như hồi nãy chấp sự Thương Ân có nói, đâu phải mình đang mệt hay mình đang bệnh rồi mình nói không, chừng nào tôi khỏe tôi mới cầu nguyện cho người khác. Rồi làm gì mình cũng phải quay lại lời Chúa là Chúa là đấng chữa lành. Vậy thôi. Và khi bà nội như vậy vẫn cầu nguyện cho bà hai được lành, thì cảm ơn Chúa mình học được cái bài học là không phải mình đợi mình được lành rồi mình mới cầu nguyện, giống như chấp sự đang nói đó. Giống như đang ân đang cũng bị đau cái vai, đau ân cầu nguyện cho người khác. Cảm ơn Chúa. Bởi vì đi thăm viếng chị Thúy đó, thì chị có nói rằng khi mà chị bị đau cái răng nó sưng lên đó, thì chị có kêu Chúa ơi chữa lành, Chúa ơi cứu con. Chị cứ ôm mặt cho nó vậy. Thì trên xe Diễm ngồi nói chuyện với chị, thì Diễm đặt tay cầu nguyện lên cái mặt chị luôn. Cảm ơn Chúa. Hôm qua Diễm gọi điện thoại chị nói rồi, hết sưng rồi, hết đau rồi em ơi. Amen. Đức tin của người mới tin Chúa rất là đơn sơ. Cảm ơn Chúa chữa lành. Cảm ơn Chúa. Và Diễm cũng xin làm chứng để phòng học kinh thánh khích lệ về gia đình của Tammy. Thì Tammy nói là mấy đứa con gái về nó mét với bà nó, nói chữ mét, Tammy nói chữ mét mà cười cười đó. Bà Ethan đó, là Christian rồi đó bà. Thế là bà không nói câu nào hết mà mặt hơi ngầu ngầu. Tammy nói em để ý ổng coi sao, mà em cũng không nói câu nào. Cái xong hôm đó Ethan làm gì bị la, làm cái gì ẩu á, bị la xong cái mặt ngầu lại không thèm nói chuyện với ai. Thế là ba của nó nói Ethan, dù là Christian rồi đó, Christian là không có được làm vậy, Christian là người tốt, dù phải có cái thái độ tốt chứ không được làm như vậy. Tammy nói em nghe nói em mắc cười mà em cũng không nói câu nào để cho hai cha con nó nói chuyện với nhau. Thì Britney ngồi kể chuyện là bữa nay học ở trong nhà thờ đó, thì cô giáo dạy có một ông, ổng tên là ông Shaw, mà ổng là killer, ổng là kẻ giết người đó. Nhưng mà khi ổng được đổi tên thành anh Paul rồi đó, ông Paulo đó, thì ổng thành người Christian tốt, ổng còn giết người nữa đó. Tammy nó sực sơ lại thì Diễm biết rằng con bé này nó học, nó rất là để ý những lời cô giáo trong trường Chủ nhật dạy. Alleluia. Và nó kể lại cái câu chuyện đó, rồi nó hỏi cả nhà có biết Chúa của tình yêu là ai không, nó hỏi vậy luôn. Và cảm ơn Chúa, mình nghe mình thấy rất là cảm ơn Chúa vì những cái lời dạy của các cô ở trong trường Chủ nhật có tác động đến những đứa trẻ này và nó có lắng nghe. Vì vậy nó mới thuật lại được cái câu chuyện đó. Và mình cầu nguyện để qua ba đứa con này thì Nathan sẽ, người cha sẽ thay đổi cái tư tưởng của mình. Tại vì ổng đã nói là đừng bao giờ nói cái tôn giáo nào cho tôi hết. Và cảm ơn Chúa ngày hôm nay
thì ông cũng khích lệ thằng con trai ông phải là người tốt, bởi vì Christian là tốt đó. Amen. Nghe em rất là cảm động, thấy Chúa bắt đầu có làm việc, thấy Chúa có thương xót gia đình này. Và mọi người nhớ để cầu nguyện cho cháu trai hôm bữa Chủ nhật mới tin Chúa đó, để Chúa mở mang cái tâm trí của cháu, để cháu học được giỏi hơn, từ D lên B lên C rồi lên A, rồi có những cái lời nói, cách nói chuyện nó tập trung vào một chủ đề nào đó hơn là nói lan man giống như mẹ cháu thuật lại, để cha mẹ thấy rõ ràng quyền năng thay đổi của Chúa trên đời sống của Ethan. Và thêm một điều nữa thì Tammy nói hôm qua, Tammy nói chị ơi em thấy em có tội quá, em thấy em phạm tội quá chị. Em nói vậy là sao, kể chị nghe. Thì em tin Chúa rồi mà nhiều khi em cũng còn cái miệng em cũng mô Phật rồi á. Mẹ em thì cái thói quen đi chùa thì em phải chở mẹ em đi chùa, em thấy em tội lỗi quá chị ơi, em thấy em khó chịu quá, em thấy em. Thì Diễm mới ngồi Diễm giải thích, và Diễm cũng an ủi nâng đỡ Tammy, và thấy rằng em có cái lòng hướng về Chúa đó. Cho nên Diễm cũng thuật lại cái câu chuyện ở trong Kinh Thánh đó. Khi mà ông quan ổng đi đến cái đền thờ Dagon á, thì ông tướng ông đi á, thì cái người phụ cận ổng á phải quỳ gối để đỡ ổng lên. Thì ổng đến nói với tiên tri rằng tôi không có muốn làm, nhưng mà tại vì tôi phải quỳ dưới cái tượng đó để chủ tôi có thể đỡ trên cái, để tôi đỡ cái tay ổng đó. Thì tiên tri nói làm gì thì ngươi cứ làm đi đó. Cho nên mình thấy Diệp cũng nhấn mạnh cho Tammy biết là cái lòng quá rất là quan trọng. Tammy đang từ từ thì Chúa sẽ làm mọi chuyện. Chứ Tammy đừng có bị nặng nề, vì khi mà đến với Chúa Giêsu đó, Chúa muốn Tammy được nhẹ nhàng, chứ không có được, không có bị gánh nặng, không có bị rối trí, đừng có lo. Đã, cảm ơn Chúa là Tammy cũng có tâm sự với Diễm như vậy. Cho nên Diễm muốn thuật lại để mọi người được khích lệ. Cái gia đình nhỏ này Chúa đem đến để được yêu thương, chăm sóc, để được rịch lành những vết thương. Và Diễm nghe những cái tin tức tốt lành như vậy thì Diễm thuật lại để mọi người khích lệ. Và Diễm cũng nói với Tammy rằng về việc làm bắp tem á, về việc học thì Tammy đồng ý rồi. Thì sau giờ dạy đàn thì mục sư sẽ dành 20 thời gian để dạy thêm giáo lý căn bản cho Tammy. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn cô Diễm. Chúng ta cầu nguyện để tất cả anh chị em chúng ta cũng được ơn như Chúa cũng đã cho Diễm để mà hướng dẫn những người khác đến với Chúa như chúng ta có thể, quý vị ha. Về cháu bé đó thì mình nghĩ là quý vị có đi đâu mà thấy có những cái quyển truyện tranh Kinh Thánh đó, bởi vì các cháu còn mới quá thì mình nhớ sưu tầm. Nó cũng không có mắc lắm. Hồi đó là mình thấy mình cũng lướt lướt qua, mình đi nhà sách hay là mình đi những cái chỗ bán da sale hay gì đó mà mình thấy những cái truyện tranh. Tôi có một quyển Kinh Thánh tôi mới lục ra mà nó từ sáng tới ký đến khải huyền luôn, mà nó dành cho thiếu nhi, cũng có hình, mà nó nhiều quá, cho nên đối với một đứa trẻ, một đứa nhỏ mới đến với Chúa mà chúng ta đưa nó nhiều quá, nó cũng ngán đọc, nó không biết đọc như thế nào, cho nên chúng ta cũng lưu ý thêm cái đó. Dạ. Rồi như vậy thì không biết còn ai có điều gì muốn tâm tình thêm qua bài học này không? Cảm ơn Chúa vì Chúa dùng bài học này để khơi trong chúng ta một cái mạch nước sống văng ra cho đến sự sống đời đời. Mạnh mẽ lên quý vị ha. Cảm ơn Chúa. Bây giờ chúng ta kết thúc ở đây nha. Xin Chúa ở cùng ban ơn cho chúng ta một giấc ngủ ngon. Và đặc biệt ở Việt Nam thì cứ có một công việc tốt đẹp trong ngày mới này, giống như là những ngày giáp Tết ha. Vâng, hẹn lại quý vị ở trong chương trình Thờ Vượng Chúa Chủ Nhật. Còn tối thứ sáu, tức là sáng mùng 1 Tết ở bên Việt Nam, thì tôi chia sẻ cho Hội Thánh Vườn Nho quận 2 và Rạch Gốc. Nên quý vị có vào thì chúng ta cũng vào cái giờ 7 giờ, nhưng mà không phải tối thứ bảy nha. Tối thứ sáu là sáng mùng 1 thứ bảy. Chúng ta cầu nguyện Chúa ban phước cho chương trình này. Vâng, chúng ta tạm chào nhau ở đây. Xin Chúa ở cùng tất cả quý bạn chị em. Amen.